Tề Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Chương trình này được phát hình và phát thanh trên cả Facebook lẫn YouTube 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày 9 tây tháng 10 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả các bạn bè ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trong cái đề tài đầu tiên lúc nãy thì phong đã dựa trên một cái bản tin mới nhất về một cựu tướng của hoa kỳ người đặc trách là chuyên gia phân tích về chiến lược với trung quốc ở trong ngũ giác đài và ông đã về hưu và bây giờ ông ra mắt một cuốn sách mà cuốn sách được tạm dịch với cái tên là làm thế nào trung quốc à, chiếm lãnh chiếm lĩnh khi hoa kỳ lực lượng tinh nhuệ của họ đang còn ngủ quên đó là cái tự cuốn sách của ông và trong cuốn sách này thì ông đã cho thấy rằng là trung quốc đã ngấm ngầm mở tất cả những cuộc chiến với hoa kỳ và được che giấu rất cẩn thận những cuộc chiến này mục đích cuối cùng là để qua mặt hoa kỳ chiếm lĩnh cái số một cái vị trí số một trên thế giới và trong cái bài phân tích của ông có nhiều điểm mà thấy đáng cho chúng ta quan tâm nhất là cái cách thức mà đối phó với bên ngoài và dùng những cái ngôn ngữ dùng những cái bình phong che đậy cuộc chiến bên trong của họ và dường như họ chưa bao giờ chưa bao giờ nhưng dừng lại các cuộc chạy đua của họ với Hoa Kỳ và họ đang chạy nước rút thậm chí là chạy đường tắt mục đích là cuối cùng của họ là để qua mặt Hoa Kỳ trở thành quốc gia chiếm lĩnh vị trí số 1 trên thế giới mà trong đó ông nhấn mạnh nhất là Trung Quốc đã dùng cái chủ thuyết độc tài của họ để mà chiêu dụ những quốc gia và những cá nhân lãnh đạo của nhiều quốc gia ham thích quyền lực và từ đó là Trung Quốc bắt đầu gây ảnh hưởng và thao túng cái nền chính trị qua những nhân vật này và từ và có thể rằng nói rằng là Trung Quốc dùng cách này để giành à, lại cái ảnh hưởng với phía Hoa Kỳ trên cộng đồng quốc tế nếu mà những cái quốc gia này người dân không ý thức được lá phiếu của mình và người dân không có cái quyền để mà chọn lá phiếu của mình thì dễ dàng rơi vào cái vòng ảnh hưởng của trung quốc và dần dần tránh xa thế giới tự do và đặc biệt là tránh xa hoa kỳ khi mà cái kẻ cai trị bắt đầu có những cái thái độ độc tài độc quyền hay là độc đảng thì nó sẽ dẫn đến tình trạng này và rất nhiều quốc gia đã xảy ra tình trạng này trong cuốn sách của ông có nhắc điển hình nhất là venezuela và bên cạnh Venezuela thì những quốc gia mà có cùng một cái chủ nghĩa cộng sản cho tới giờ vẫn được Trung Quốc chiêu dụ bằng cái chiêu thức quyền lực này để tiếp tục cai trị và giành quyền cai trị, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Bắc Hàn vân vân thì đều bị dính đạn ở cái chiêu thức này của Trung Quốc và cuối cùng thì Trung Quốc vẫn thống trị những quốc gia này bằng một cách gián tiếp đó là cái lời nhận định trong cuốn sách mới nhất của vị cựu tướng Hoa Kỳ. Và từ cái từ cuốn sách này, Phong đã có một cái bài phân tích rõ nét cho các bạn bè trên Facebook, trên Youtube hiểu về cái chiến lược của Trung Quốc khi mà họ âm thầm bành trướng và che đậy sự bành trướng của họ bằng những cái ngôn từ, bằng những cái chính sách của cộng đồng quốc tế mà họ luôn lách để trục lại. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay và trong cái đề tài thứ hai, quý vị đã biết ngày mai thì Robert Lineager và ông Steven Mnuchin sẽ chính thức gặp gỡ Phó Thủ tướng của Trung Quốc là Liu He có mặt tại Washington DC ngày mai để bắt đầu cái vòng đàm phán thứ 13. Mà theo đó thì rõ ràng là đôi bên vẫn còn có cái hy vọng để mà có thể đạt được một cái thỏa thuận. Tuy nhiên trong một cái bài nhận định mới nhất và trong cái nguồn tin mới nhất cho biết là Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ không đạt được thỏa thuận nào hết bởi vì Trung Quốc đã không đưa ra một cái bước tiến nào ở trong các cuộc thảo luận kể từ khi mà đôi bên có cái cuộc đối thoại cấp thấp để dẫn đến cái cuộc đối thoại cấp cao này. Bản tin cho biết là các cuộc đối thoại cấp thấp tức là cấp thứ trưởng ban đầu họ đã thành lập một cái framework tức là một cái cái cách làm việc và cái uh, nghị trình để cái cấp cao có thể thảo luận tuy nhiên thì vào tuần trước coi như hoàn toàn đã thất bại đổ vỡ thất bại đổ vỡ là do phía trung quốc theo cái nguồn tin mà đưa ra cho tờ Bưu điện hoa nam sáng ngày hôm nay theo nguồn tin này thì trong cái cuộc thảo luận ngày hôm thứ hai và hôm thứ ba tại washington thì phía trung quốc đã từ chối không đối thoại tới cái việc mà ép chuyển giao kỹ thuật và đây là một trong những cái điểm chính và Hoa Kỳ buộc Trung Quốc phải thay đổi trong các cái chính sách kinh tế của họ. Thì Trung Quốc từ chối không muốn đối thoại chuyện này. Và phát phát biểu với lại cái uh, tính chất là giấu tên thì người này cho biết là các cuộc đối thoại là chỉ nhắm Trung Quốc chỉ nhắm tới cái vấn đề mà uh, subsidy, tức là do là các chính quyền hai quốc gia đã hỗ trợ cho những công ty mà tổng thống Trump nói rằng là sẽ cho các các công ty Trung Quốc cho rằng là các công ty Trung Quốc đã có cái bất công khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế bởi vì những công ty này đã được cái sự đi của chính quyền Bắc Kinh tức là cái sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền Bắc Kinh thì đây là cái phần mà họ muốn thảo luận tới thôi và vừa rồi thì cái người mà đứng đầu trong cái phái đoàn đối thoại cấp thấp đó là Leo Minh là được xem là thứ trưởng bộ tài chính đã tập trung vào hai khu vực ông này chỉ muốn nói hai điểm thôi là cái vấn đề mua nông sản của Hoa Kỳ và vấn đề gọi là protection về cái intellectual property tức là bảo vệ cái quyền cái sản phẩm trí tuệ của hoa kỳ và họ đã không thực hiện được cái tiến trình đó là cái nguồn tin này cho biết một cách chính thức nói thêm rằng là phía trung quốc đã không muốn có thêm một cái cuộc nặng nề ở trong tất cả các cái cuộc đàm phán với hoa kỳ đặc biệt là họ muốn bàn thảo luận rất nhiều trong cái vấn đề mà clip Increase tức là cái vấn đề gia tăng mức thuế đây là cái điều mà được xem là priority tức là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là Hoa Kỳ phải tháo gỡ các cái sắc luật thuế ra bản tin nhắc lại là thuế đánh 250 tỷ Mỹ Kim vào các mặt hàng sẽ gia tăng từ 25 tới 30 vào ngày thứ ba tuần tới tức là ngày 15 tây tháng 10 thì đây là cái mức thuế nhất còn trong cái tháng 12 thì cái mức thuế sẽ là 15% trên 160 tỷ Mỹ Kim sẽ bắt đầu chính thức là ngày 15 tháng 12. Trong đó là phía là nó bắt nguồn từ cái thuế tháng 9 được dời lại đến tháng 12 một phần được dời là tháng 12 tổng cộng là 300 tỷ. Tháng 9 đánh 140 tỷ rồi. Còn lại 160 tỷ thì là 15% đó áp dụng 15 tây tháng 12. Còn cái thuế thoáng 10 là 250 tỷ Mỹ Kim sẽ gia tăng từ 25% lên 30% ở trong cái 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 ngạch thuế này và Lưu Hy sẽ có mặt ở Washington DC vào trong cái ngày mai để mà có các cuộc đối thoại. Căn cứ trên cái nguồn tin mà tờ South China Morning Post tức là tờ Bưu điện Hoa Nam đã tiết lộ với một cái nguồn tin mà họ nói là hồ nguồn tin giấu tên. Vậy cho thấy lần này giống như chúng ta đã đưa ra cái tiên đoán trước đây là đôi bên sẽ không đạt được kết quả nào hết. Tại vì hai bên đều đưa ra hai cái ý tưởng khác nhau. Phía Hoa Kỳ muốn tập trung vào cái vấn đề chuyển giao kỹ thuật, bảo vệ sản phẩm à, à, trí tuệ của Hoa Kỳ và đồng thời là quân bình cán cân mậu dịch bằng cách là Trung Quốc phải mở rộng thị trường cho Hoa Kỳ. Mở thêm thị trường cho Hoa Kỳ để quân bình cán cân mậu dịch. Đó là ba cái điểm tránh mà phía Hoa Kỳ đưa ra. Phía Trung Quốc thì tránh né hoàn toàn. Cái điều thứ hai là bảo vệ sản phẩm trí tuệ và đồng thời à, tránh nói luôn tới vấn đề ép chuyển giao kỹ thuật. Mà họ chỉ muốn nói tới vấn đề là họ sẽ mua thêm nông sản của Hoa Kỳ. Và đồng thời muốn Hoa Kỳ là tháo gỡ tất cả cái rào quan thuế mà tổng thống Trump đã áp dụng đối với họ. Thì rõ ràng hai cái đường hướng đã khác nhau. Do đó cuộc gặp gỡ ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì tôi vẫn cho rằng nó thất bại bởi vì không có một cái hướng giải quyết Hoa Kỳ muốn giải quyết những cái vấn đề then chốt, đặc biệt nằm trong cái chính sách kinh tế của Trung Quốc. Còn phía Trung Quốc thì muốn giải quyết cái uh, vấn đề là cấp thời trước mắt là mua nông sản Hoa Kỳ để quân bình cán cân mậu dịch và tháo cái rào cản quan thuế ra. Tại sao Hoa Kỳ lại nhấn mạnh đến cái chính sách kinh tế của Trung Quốc? Tại vì trong cái chính sách này có nhiều điều rất bất công và gây hại cho các công ty của Hoa Kỳ và gây hại cho cả nền an ninh của Hoa Kỳ. Thứ nhất là luật kinh tế của Trung Quốc buộc các công ty nước ngoài vào Trung Quốc kiếm, kiếm ăn thì phải hợp tác với một công ty ở địa phương chứ không thể tự mình đứng ra mở một công ty. Và khi hợp tác với công ty địa phương thì các công ty nước ngoài thường bị o ép là bị chiếm 49% thay vì họ nắm 51%. Và thứ hai là sau vài năm họ bị ép chuyển giao kỹ thuật của họ và công thức của họ cho phía Trung Quốc. Đây là cái sự o ép của phía địa phương họ dựa trên luật lệ nếu không hợp tác thì coi như khỏi làm ăn tại vì luật của trung quốc quy định là như vậy đó là về mặt gọi là khiến cho các công ty của hoa kỳ cảm thấy bất an vừa mất tiền mà vừa mất trắng kỹ thuật về tay của trung quốc còn cái thứ hai là cái luật mà trung quốc đã áp dụng buộc tất cả các công ty nội địa của trung quốc là phải hợp tác toàn diện với cơ quan an ninh lực lượng pla và cơ quan phản gián tình báo đối ngoại của Trung Quốc phải hợp tác toàn diện. Điều này có nghĩa là các công ty đó phải cung cấp tất cả những thông tin nếu như có sự yêu cầu của cục tình báo hay là cục phản gián của Trung Quốc hay cục an ninh của Trung Quốc, họ phải cung cấp đầy đủ thông tin đối tác của họ cho những cái này. Thì đây là cái hành động vi phạm và có thể là gây ảnh hưởng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Là tức là các công ty đó không thể không cung cấp tại vì luật đã buộc họ như vậy. Đây là một trong những cái chính sách về kinh tế của Trung Quốc mà Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thay đổi, hủy bỏ những cái điều luật vô lý này. Thì Trung Quốc không muốn. Trung Quốc không muốn bỏ những điều luật này. Và Trung Quốc cũng không muốn gia tăng cái hình phạt đối với những công ty nào ở Trung Quốc ép công ty Hoa Kỳ chuyển giao kỹ thuật. Trung Quốc cũng không muốn đặt cái hình phạt nặng mà cái hình phạt gần như nhẹ như phủi rồi. Coi như là phạt tượng trưng thôi. Thì đây là một trong những cái điểm mà phía Trung Quốc không muốn bàn thảo tới. Trong khi họ chỉ offer cái vỏ bề ngoài mua thêm nông sản của Hoa Kỳ. Mua thêm nông sản của Hoa Kỳ là nhu cầu của họ. Tại vì Trung Quốc giống như tôi đã có một cái bài phân tích trước đây các bạn đã thấy là tình trạng thịt heo kỳ rồi bị khan hiếm. Nó cho thấy rõ ràng là phía Trung Quốc không phải chỉ có khan hiếm thịt heo. Mà họ còn bị khan hiếm cả lương thực. Họ muốn nhập cản lương thực, thực phẩm vào để lắp lại cái kho dự trữ của họ. Tại kho dự trữ của họ không có bao nhiêu cả. Nhưng mà họ vẫn mượn danh là Ô, tôi sẽ mua thêm nông sản để mà đáp ý làm vui, vui lòng ông Trump. Bởi vì cái giới nông gia nó là cái lá phiếu của ổng. Đúng, ông Trump có nhu cầu đi dành cái thị trường cho giới nông gia. Nhưng mà cái này là cái nhu cầu của Trung Quốc lớn hơn nhiều trước sau gì họ cũng phải mua nông sản của hoa kỳ <laughs> nếu không tới mùa tết sắp tới dân nổi loạn nếu thịt heo không có dân sẽ nổi loạn tại vì đối với người trung quốc cái tết truyền thống đó những món ăn thuần túy trên cái, cái 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 mâm cơm trong gia đình của họ không thể thiếu thịt heo và mỡ heo tại vì cho tới ngày hôm nay các bạn thấy là khi mà thế giới bắt đầu bước qua một cái bước chuyển mới nhiều quốc gia á châu họ không có dùng mỡ heo nữa họ dùng dầu để họ chiên xào nhiều hơn. riêng ở Trung Quốc á, thì dân Trung Quốc bên đó họ vẫn còn giữ cái thích là họ cho rằng là cái mỡ heo chiên xào nó thơm hơn là so với lại dùng cái ba uh, cái dầu. do đó mỡ heo, thịt heo là cái nhu cầu rất lớn trong cái mùa Tết sắp tới. Trung Quốc bắt buộc phải nhập cảng nông sản, mà trong nông sản đó không thể ngoại trừ soybean ra thì không thể thiếu thịt heo được các bạn. Nhưng mà họ dùng cái này Giống như là tôi đang đi phê cho trong Mỹ Tôi mua thêm nông sản trong Mỹ Họ chơi cái trò này các bạn Rồi cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là gì Họ muốn tháo gỡ tất cả các cái rào quan thuế Cái điều này là cái điều quan trọng nhất của họ Tại vì cái rào quan thuế mà Tổng thống Trump đã dàn ra Trong suốt một năm qua Nó đã ảnh hưởng quá nặng nề tới Trung Quốc Nhiều công xưởng đã phải tháo chạy khỏi Trung Quốc và nhiều mặt hàng Trung Quốc khi nhập cảng vào Hoa Kỳ đã bị đánh thuế quá cao khiến cho những cái công ty bán lẻ của Hoa Kỳ không dám nhập hàng từ Trung Quốc nữa mà họ phải tạm thời nhập hàng ở những quốc gia khác bởi vì hàng Trung Quốc bị đánh thuế quá cao. Họ phải bán nếu mà đánh thuế cao, họ phải đóng thuế cao và khi đóng thuế cao họ sẽ bán với giá cao ra thị trường bên ngoài. Và khi bán giá cao như vậy thì người dân sẽ không mua hàng made in China. Họ còn nhiều lựa chọn khác, made in Taiwan, make in Japan Make in Korea, tức là của Nam Hàn của Nhật Bản hay của Đài Loan, thậm chí là của Thái Lan vân vân. Họ không mua hàng của Trung Quốc. Đây là một trong những cái một trong những cái điều than chốt mà Trung Quốc rất mong muốn bởi vì kinh tế họ đã đi vào suy thoái. Nếu như mức xuất cảng càng lúc càng giảm, càng lúc càng giảm mà không tăng thì nó là cái báo hiệu uh, nguy hiểm về kinh tế. Nó sẽ rơi vào cơn khủng hoảng tại vì hàng mà bán không được thì có nghĩa là hàng sẽ bị ứ động tồn kho. Mà hàng ứ động tồn kho thì công nhân không có việc làm phải sa thải. Mà sa thải công nhân, họ đi kiếm việc làm bên ngoài không có, họ sẽ lao vào các cái tội ác để họ kiếm tiền. Và xã hội Trung Quốc sẽ loạn hơn so với trước đây. Đây là cái điểm chính mà Trung Quốc rất muốn Hoa Kỳ tháo gỡ cái rào quan thuế. Nhưng mà khó lắm. Tại vì đối với ông Trump, <laughs> cái rào quan thuế là cái vũ khí mà ông cảm thấy rằng là một công hai việc ông không bỏ một công hai việc là sao thứ nhất là trận mặt hàng Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ và thứ hai chính phủ lại thâu thêm rất nhiều tiền thuế hàng trăm tỷ Mỹ kim tiền thuế từ các mặt hàng nhập cảng từ ở Trung Quốc do đó ông Trump ông thu tiền được từ từ cái ngạch thuế vô là ông mừng lắm ông mừng lắm cho nên không dễ gì ông bỏ cái ngạch thuế này đâu các bạn mà trong cái điều kiện mà Trung Quốc lần này tới đàm phán ngày mai Lại là cái vấn đề đó là vấn đề chánh Mà phía Trung Quốc mong mỏi Nhưng mà ông Trump vẫn cương quyết Ông đi kiểu của ông Tại vì lấy tiền thuế về Là ngân sách mỗi một mỗi một lần như vậy là lấy thêm cả trăm tỷ Là ngân sách chính phủ lại có thêm cả trăm tỷ Mỹ Kim Đây là một trong những cái mà ông Trump không dễ gì bỏ đâu Trong khi phía Trung Quốc thì mong muốn Do đó Cái cuộc đối thoại ngày mai Cũng chỉ là gặp gỡ chào hỏi nói qua nói lại rồi cuối cùng đi tới bế tắc ngày mốt cũng vậy ngày thứ sáu cũng vậy tại vì trung quốc đã không có thiện chí để đi tới một cái bản gọi là thỏa ước toàn diện với hoa kỳ họ chỉ muốn có một cái thỏa ước giới hạn để mà qua khỏi cái cuộc chiến tranh mậu dịch này thôi nhưng mà phía ông trump thì không lần này ông trump đã đủ khả năng đủ tự tin để mở cuộc chiến toàn diện về chiến tranh mậu dịch với trung quốc bởi vì thứ nhất việc làm hoa kỳ để giảm đã tăng lên và cái mức thất nghiệp giảm xuống thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Thứ hai, mức tăng trưởng kinh tế đã qua 4%. Cái báo cáo mới nhất là 4.1%, so với cái tam cá nguyệt trước là 3.9%. Thì rõ ràng là mức tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ vẫn khỏe mạnh. Trong khi mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ 6.5% lọt xuống dưới 1.2%, và từ đây tới cái tam cá nguyệt cuối cùng trong năm thì có thể nó rớt xuống chỉ còn chỉ còn có dưới 6 chấm. Mà nếu dưới 6 chấm nền kinh tế của Trung Quốc sẽ rơi vào nguy hiểm vô cùng. Hoa Kỳ thất nghiệp thì vẫn còn có thể vượt qua được, nhưng mà Trung Quốc mà thất nghiệp thì các bạn phải hiểu rằng cả hàng chục triệu người thất nghiệp chứ không phải một vài người hay một vài triệu người mà hàng chục triệu người thất nghiệp và tình hình mà hàng chục triệu người thất nghiệp thì quý vị nhìn thấy cái xã hội Trung Quốc nó như thế nào. Ok nó chắc chắn nó sẽ loạn. Tại vì thất nghiệp kiếm không ra tiền mà chính đạo mà kia đi đường chính mà kiếm không ra tiền thì phải đi đường tắt, đường tà. Đường tắt đường tà tức là buôn lậu, buôn uh, buôn uh, buông uh, buôn người, buôn ma túy, buôn vũ khí, buôn những hàng quốc cấm vân vân. Họ bằng mọi giá để họ kiếm được tiền. Trong thời gian mười mấy năm qua, Trung Quốc xuất hiện được cái tầng lớp trung lưu. Nhưng bây giờ tầng lớp trung lưu sắp sửa disappear, tức là sắp sửa biến mất. Và bây giờ thì những cái kẻ mà trung lưu đó lại phải trả giá cho cái đẳng cấp trung lưu của mình. Lý do là những cái nhà mới mọc lên và họ khao khát có được một cái cơ ngơi riêng cho gia đình của mình. Họ mua nhà trả góp. Và bây giờ thất nghiệp xảy ra. Rồi công xưởng dời qua nước khác. Họ không có việc làm mà kiếm việc làm không ra thì bắt buộc phải trả tiền nhà chứ không thôi nhà băng nó kéo nhà luôn. Do đó họ sẵn sàng làm bậy. Họ sẵn sàng phạm pháp để kiếm ra tiền. Lúc đó cả xã hội Trung Quốc sẽ bị loạn. Loạn từ địa phương đến Trung ương luôn các bạn. Loạn rất khẻ, rất là khủng khiếp, nhất là những cái khu vực mà được coi là nền kinh tế chủ yếu của Trung Quốc sẽ rơi vào cái khúc rất là nguy hiểm và cái khúc này là cái khúc gì là cái khúc mà các công xưởng ở thẩm quyến ở trùng khánh ở thiên tân ở thượng hải sẽ triệt thoái ra khỏi trung quốc đây là một trong những cái viễn ảnh rất nguy hiểm mà trung quốc sẽ phải đối diện khi mà cái cuộc đối thoại màu dịch đôi bên không đi tới đâu bởi vì sau cái cuộc đối thoại này ông trump sẽ áp lực thêm tất cả những cái biện pháp mạnh ông không để cho trung quốc nhỡn nhơ ra học không xong phủi ta đi về ông không để cho điều đó xảy ra nha các bạn ông sẽ tiếp tục áp tới mà lần này biện pháp mạnh hơn bên cạnh cái đó thì phía bộ tài chánh phía bộ thương mại cũng sẽ bắt đầu thiết lập những cái danh sách mới để cấm cửa mặt hàng trung quốc và cái sắc luật tăng thuế nó sẽ tiếp theo tức là ông trump sẵn sàng đi thêm một cái đường đường hướng gọi là cứng rắn hơn nữa với trung quốc ngược lại trung quốc thì nghĩ rằng ok coi như mình mua thời gian đi ráng câu cho tới hết cái mùa bầu cử của hoa kỳ rồi tính họ nghĩ rằng là với cái mức thẳng dư về ngân sách và càng ngày càng siết cái nguồn ngoại tệ là trung quốc sẽ đủ khả năng chịu đựng được cuộc chiến này thêm một năm nữa thêm một năm hai năm nữa và họ sẵn sàng đánh đổi cái sự nghèo khó của người dân để đổi lại cái sự thay đổi chính trường của hoa kỳ có thể xảy ra tức là họ đặt vào một canh bạc họ cá ông trump thua cử để họ có một cái chính sách khác tốt hơn và có lợi cho họ hơn. Còn bây giờ dưới chính sách của ông Trump họ không điêu được cái gì hết. Hồ sơ nào phân phối ra hồ sơ đó, họ không có đánh đồng chuyện này qua chuyện kia được. Do đó họ không muốn điêu với ông nữa. Bây giờ những cuộc gặp gỡ chỉ là xã giao đối với họ. Mặc dù là ngồi nghe phía Hoa Kỳ nói vẫn đưa ý kiến của mình, nhưng cuối cùng họ sẽ xù hết, họ không ký một cái gì hết. Đây là cái hướng đi của Trung Quốc. Vậy thì cái hướng đi này rõ ràng nó đã đẩy Trung Quốc càng lúc càng đối đầu với Hoa Kỳ. Và chưa chắc họ cũng có cái họ có ý muốn quay trở lại làm đối tác nữa. Tại quay trở lại làm đối tác có nghĩa là phải thay đổi toàn bộ cái cơ cấu xã hội. Mà thay đổi toàn bộ cơ cấu xã hội thì cái đảng Cộng sản đó có thể mất quyền lực. Immediately luôn. Là những đã những đảng viên trong đảng nó sẽ nổi loạn và nó đưa tới cái cục diện rất là thê thảm. Tôi chưa nói là cái lực lượng đối lập nha tôi chỉ nói những đảng viên trong đảng nhờ cái chính sách bây giờ mà trục lợi rất nhiều bây giờ đổi chính sách là họ phản họ phản ứng ngay do đó cái bối cảnh của trung quốc nó không phải dễ cộng vào đó là ông trump ông sẽ không dừng lại ở cái mức thuế ông sẽ tiếp tục đánh thêm những cái biện pháp khác mà những biện pháp đó đều gây tổn thương cho trung quốc ép những công ty đang làm ăn ở Trung Quốc phải triệt thoái ra khỏi Trung Quốc. Không chỉ là những công ty của Hoa Kỳ mà ngay cả những công ty của Âu Châu cũng dính đạn luôn. Tại vì những cái sắc uh, sắc lệnh mới của ông Trầm trong thời gian tới ông ban hành, ông sẽ nhắm vào những công ty của Âu Châu đang làm việc tại Trung Quốc để ông đánh, để ông đánh và cuối cùng là gì các bạn? Trung Quốc chào thua. Trung Quốc lần này coi như là đụng tới ông Trump là coi như là họ không còn đường nào khác. Bây giờ họ chọn con đường cứng rắn để đối đầu với ông Trump, thì các bạn sẽ xem được cái hệ quả nó tới đâu. Đây là một trong những cái à, bài nói chuyện chiều ngày hôm nay và một lát nữa lúc mà Phong trở lại cùng tất cả mọi người, thì Phong sẽ à, có thêm cái phần tin cập nhật. Lúc đó các các bạn có thể thảo luận trong cái phần tin này hoặc là các bạn có thể chọn cái à, tin cập nhật mới nhất chiều ngày hôm nay để tiếp tục thảo luận trong phần tin tổng hợp, tin cập nhật buổi tối của chúng ta. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại trong vòng một tiếng đồng hồ nữa giờ California trước khi chia tay mời quý vị xem lại cái trailer về diễn hành Tết tại Bolsa Ngày xuân ta nơi 45 năm xây dựng của cộng đồng người Việt Nơi mệnh danh là thủ đô tị nạn cộng sản của người Việt trên toàn thế giới Những con phố thương mại sầm quốc do người Việt xây dựng Những mái chùa đầy màu sắc cổ kính do Phật tử gốc Việt dựng lên Những ngôi nhà thờ trang nghiêm với sự đóng góp không ngừng nghỉ của tín đồ gốc Việt Những màu sắc rực rỡ trong hội chợ Tết của người Việt tại quận Cam Những truyền thống tốt đẹp mang bản sắc Việt chưa bao giờ phai nhạt Hãy về dùng nắng ấm Cali để thưởng thức không khí Tết với những bản sắc cổ truyền dân tộc Xuân tri ân canh tí năm 2020 tại quận Cam California sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết Cuộc diễn hành truyền thống trên đại lộ Trần Hưng Đạo với hàng chục ngàn người già đầy rực rỡ biểu tượng thành công của cộng đồng Việt Hội chợ Tết với hàng trăm ngàn người tham dự mỗi năm với đầy đủ các trò chơi giải trí lành mạnh và văn hóa ẩm thực không nơi nào có Thăm diễn các danh lam thắng cảnh như khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ khu tượng đài thuyền nhân đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Disneyland Not Berry Farm hành hương đến các ngôi dù lớn nhất tại quận Cam, những thánh đường lừng danh thế giới cổ kính sang trọng. Thưởng thức chợ qua của nhiều Sài Gòn, chiêm những màn gốc pháo, múa lân, rộn rã trong ngày tới Đón giao thừa với các nghệ sĩ và những chương trình văn nghệ đặc sắc ngay giữa trái tim của Lý Đồ Sài Gòn và gặp gỡ hàng huyên với bạn bè đồng hương. Tất cả sẽ diễn ra trong tuần lễ cuối tháng Giêng năm 2020 từ 24 đến 30 chỉ có tại Lý Đô Sài Gòn ở quận Cam, California. Mỗi chi tiết ghi danh tham dự diễn hành, khách sạn, hành hương, thăm viếng liên lạc ban tổ chức qua địa chỉ diễn hành tết at tết com hoặc vào trang web của ban tổ chức tại tết com để biết thêm chi tiết. người hạnh phúc mơ hạnh hương bình giới.